Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt cũng vừa tổ chức chuyến xe nghĩa tình trao 300 phần quà, chia sẻ yêu thương đến tận hộ gia đình bà con nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng, gồm 10 kg gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm và rau củ quả đã được mặt trận cùng các ngành chức năng địa phương đến trao cho gia đình bà con nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí hơn 75 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa các nhà mạnh thường quân tài trợ.